Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại có trên cái video ha. Em để số điện thoại trên video, mọi người liên hệ 0348308843 ha. Rồi, hàng bên em thì chưa bao gồm phí ship ha. Khách mới vui lòng chuyển khoản, em sẽ gửi hàng. Còn khách quen rồi thì mình có thể ship COD. Rồi, phí ship thì cũng không có cao mọi người, tại vì em gửi bên bên Viettel ha, đơn vị nó vận chuyển nó gửi đến tận tay mọi người ha. Rồi hôm nay là cái video có mã số 233 ha. Mọi người mua hàng thì chốt hàng thì cho biết cái mã số video, mã số sản phẩm giùm em ha. Nè, ví dụ như cây kìm này có mã số 4 ha đó. Rồi video máy vậy đó. Rồi hôm nay em giới thiệu đầu tiên là cái đây. Đây là cái bàn cắt của Nhật mọi người, cái bàn cắt giấy ha. Bàn cắt giấy bàn hiệu Nhật nội địa. Lưỡi cắt nè. Đây mình có thể cắt miếng giấy kích thước 22.5 cm ha. Rồi mình bỏ miếng giấy ngang như vậy mình cắt nha mọi người. Rồi, cắt giấy nha. Có bốn cái chân cao su nè, nó để nó đứng êm. Rồi về ngang nó là 10 cm. Ở đây em có giấy cuộn nè, em cắt thử ha. Bén ha, chỗ nào nó cũng bén hết. Đây, rất là bén, rất ngọt. Cắt quyền cho miếng dài luôn rồi à. Lưỡi chưa có mài gì hết, lưỡi nó nguyên viên, nó đang xài và nó còn rất là bén. Đây là cái lưỡi nó bằng thép nè mọi người, cái lưỡi này nó bằng thép nè. Cái độ dày nó khoảng 3 ly à, đúng rồi, 3 ly mọi người. Lưỡi thép dày 3 ly ha, cho nên nó rất là cứng và nó bền, nó không bị cong vên á, lưỡi nó dày. Đây mặt dưới này cũng là 3 ly ha, hai miếng thép. Rồi cái khung này là bằng nhôm, nguyên cái thân nó bằng nhôm, lưỡi thép ha. Rồi số 1 giá 600 ngàn. Rồi tiếp theo là cái hộp. Hộp này dụng cụ của thằng Kakut mọi người. Đây thương hiệu Kakut của Nhật ha. Đây cái hộp nó dụng cụ nó như vậy ha. Đây nó có cái bộ tua vít nè, tua vít mini. Yeah. Rồi vít ba ke à, cái này cái nhọn, cái này cái vít ba ke nè. Để gắn vô cái tua vít này mình xài ha. Nó cái bộ này đưa nó là mini nha mọi người. À, cái tướng nó là này 16 cm ha, bề ngang nó là 11. Này có một cây hước bằng thép.
Rồi, cái kim nhọn nè, kim siêu nhỏ luôn. Cái này là cái kéo nha mọi người. Đây một cái kéo mini bốn năm nha, còn mới đó. Rồi, tiếp theo là một cây búa. Búa thép nha mọi người, đầu bằng thép, cán bằng gỗ. Rồi đây là cái cưa, một cái cưa siêu mini luôn, rất là nhỏ xíu, lưỡi nó nhuyễn mà nó bén lắm nha mọi người. Sờ vô nghe nó rất là bén luôn. Thép. À, cưa lưỡi thép nè. Thép nó đàn hồi, nó không có như cái lưỡi sắt nó mềm hơn. Rồi cuối cùng cái hộp này hộp gì? À cái hộp này hộp đinh, hộp đựng đồ ha, đựng đinh, đựng này đựng kia. Rồi, cái bộ dụng cụ này có mã số 2 nha, giá bán 400 ngàn. À, đây là cái kìm Byrip, thương hiệu Byrip của IS, IR-Win, IR-Win của thương hiệu của Mỹ mọi người. Nè, dụng A nè. Kìm này là kìm chết của Mỹ. Rồi của ta nè, Byrip ha, dòng sản phẩm nó là Byrip. Đây kìm này xài rồi nha mọi người, nên cái răng nó sẽ có những cái dấu xài rồi nè. Đây xài rồi ha, mà nó vẫn là còn xài rất là tốt. Đây cái nó dập cái hiệu trên cái chuôi ốc này luôn. Ngậm rất là cứng luôn nha mọi người. Kìm này kim chiên là kìm chết ha, bấm vô là chết luôn. Giữ một cái vật gì bấm vô là nó kẹp cứng chết luôn ha. Như càng cua vậy. Đó là cứng, khỏe. Cây này size cũng to mọi người, size 10 ha, 10 gọi là 10 inch, nó có ký hiệu nè. Nhưng mà mình đo cm cho mình dễ biết ha, là 20 cm nè. 10 22 đó, luôn ngon ốc. Rồi cái kìm này mã số 3 nha, 600 ngàn. Số 4 là một cây kìm, kìm này gọi là đa năng mọi người. Đa năng đi du lịch, đi cắm trại ha. Mình bỏ cốp xe, có cái mà xài. Đây, vì sao nó đa năng, nó là cây kìm. Nó là một cây kìm chết nhưng mà nó nhiều tính năng đây. Lưỡi còn đẹp nha, lưỡi mới luôn nè. Có cái lưỡi cắt luôn nè. Cái này nó là một cây kìm mỏ nhọn nhưng mà bấm chết được nè. Điều chỉnh ốc để bấm chết nè mọi người. Đó. Bấm chết đi như kìm chết của Mỹ luôn. Cái này nó không có thấy thương hiệu mọi người.
Đó là thép không gỉ nè ha, nó chỉ in là thép không gỉ và hàng này là hàng thị trường Nhật. Rồi đây là tính năng cây kìm mỏ nhọn, rồi cái nó nhiều tính năng lắm mọi người. Đây bên ngoài chúng ta sẽ có một con dao đa năng, vừa dao vừa cái lưỡi cưa dây ha, cắt dây hừng nữa mọi người. Cái lưỡi đang cưa này để cắt dây rất là tốt, nó rất là nhanh. Ồ cái này nó có khóa khóa dao đâu rồi này. Phải bấm đây mới ấy là được nha mọi người, có khóa luôn nè, nên sẽ rất là chắc nha. Dùng để mình đâm nó không có đâm, dùng chuốt cây hay là làm gì nó không có bị trượt cái lưỡi dao gặp lại. Muốn gặp lại phải bấm vô ha. Rồi. Rồi mấy tính năng ở trong nữa. Đây. Wow, quá nhiều tính năng luôn. Rồi cây đây, tính năng mọi người xem qua. Vít ba ke nè, rồi cái đồ khui nè, cái dũa nè, cái dũa ở trên nó có đầu dẹp nữa, rồi một cái kéo bén lắm nha, rồi một cái khui rượu nữa cũng có cái đầu dẹp, hai cái khui. Sao nó làm hai cái khui, hình như nó khác nhau mà. Nè, kiểu nó khác nhau. Rồi ok, đó là những cái tính năng của nó ha. Bỏ vô rồi gấp lại, mọi người sẽ gấp bằng cái này ha. À, con dao nó là mọi người có cái đồ để bật lên nha mọi người nè, có cái nút để bật luôn nha, không có lò xo nhưng mà mình có cái nút mình đá lên, cái ngón tay đá lên đó. Rất là hay. À, cái này là cái đồ cái đồ để mở kìm chết mọi người, kìm chết mình bấm vô chết rồi mình đâu có kéo như vậy được, nó không có lực, mình bấm bằng cái này nè. Đó. Ok rồi, mã số 4 ha, 400.000, cầm rất là chắc tay mọi người, cây này cầm xịn lắm mà nó không thấy hương hiệu. Rồi mọi người 6 cm thép trắng rất là đẹp, nó là thép ha, thép trắng. Rồi số 5 là một cây cây này, về cây này rất là đẹp luôn nè, cây cây hước kẹp mi tu vô ha, thương hiệu nó là ba quả hồ lô. Cây này là chưa sử dụng luôn nè, nè nó còn cái bao ni lông mà nó hãng sản xuất ra, nó bỏ vô còn lớp dầu mà nó của hãng luôn, mà nói chung là lao ra rồi, lớp dầu nó mỡ bò vậy. Này được chưa, chưa sử dụng. Trăm rưỡi mili ha, 150 mili, số seri nè. Nó ngóc này ra để xài. Giọng hoắc luôn nha. Quá đẹp. Đèn hùng bên này đen mông luôn nha, cái lớp xì bên trong nó đen mông luôn rồi, cái nước thép á, nước thép nó tồi lên nè, chưa có dấu hiệu gì là xài hết.
nó còn gói nguyên cái bao ni lông này là mọi người hiểu không thôi. Rồi cái hước kẹp này mã số 5 ha, 600 ngàn nha mọi người. 6 là cây dũa, đây cây dũa hợp kim nè. Dũa này dạng dũa lá, dũa nó mỏng nè mọi người. Nó dẹt chứ không phải là, không phải là nó tròn như cái kia ha. Là hẳn, hẳn dẹt. Này phù hợp với dũa dao ha, dao kéo. Nó rất là bám luôn nha. Cái này một mặt nó cũng mịn, một mặt khô hơn ha. Nè. Mặt khô, mặt mịn nè, là mịn nè. Mấy cái dấu này nó dơ rồi chứ nó không có phải là nó xài nhiều nhưng mà chung nó còn rất là bám luôn nè. Dũa vô một cái móng tay là mình biết ha. Cái này dũa nó rất là bền. Thì cái hạt nó cứng mà nó nghiễn. Xài nó bền. Rồi cái dũa này mã 6 ha, 150 ngàn. Đây kích thước nó nè, 23 cm. Rồi nay có một cây kìm của USA nữa nha, hàng Mỹ nè. Ba, 8 inch. Cây kìm này 8 inch, made in USA ha. À, xin lỗi, cây mỏ lết nha mọi người. Nè. Cây này thì nó có xài rồi. Cái đời tem này chắc cũng xưa lắm. Mắc in nè. U.S.A ha. Chấm. Có dấu chấm. Chung nhìn nó thép rất là tốt, chắc chắn. Đó. Hoạt động ok. Chân châu không có vấn đề hết. Rủ rơ rất là ít, rủ rơ ít nhưng mà so sánh với mấy cây mà mỏ lết mà kiểu mấy hiệu hương hiệu khác thì nếu mà xài như vậy á, cái rủ rơ nó phải dữ dội hơn nữa. Thằng này nó xài cũng nhiều lắm rồi và nó còn rất là cứng cáp. Rồi kích thước nó là 20 ha, mã số 7, 300 ngàn. À, đầu hơi nè, lâu lắm mới gặp cái đầu hơi, đầu chia hơi nè mọi người. Bữa mấy bác hỏi đầu chia hơi nè, bữa hết ha. Japan nè, đầu này của Nhật, Nhật xài rất bền. Đây, trong nó xài bi giữ lại ha. Rồi cái đầu hoạt động chân châu không có bị xì, thử rồi mọi người. Giờ không có cái đồ để cắm thử. Rồi, chung là test ok rồi nè. Có bàn, có con ốc nè. Đầu nói đâu của Nhật hết nha mọi người. Thân này bằng nhôm. Rồi, mã số 8 à, 300 ngàn. Kích thước nhỏ gọn nha mọi người, trong bàn tay luôn. Chia hơi, chia ra hai đường ha. Vô 1 chia ra 2. Rồi, đây là cây tripod. Con tripod này đẹp lắm nha mọi người. Nó là bằng đồng nha. Bằng đồng ha, thấy sáng không? Ở đây là cái hiệu nó là hàng nội địa Nhật. Đây cái hiệu nè. Cái hiệu nó có cái logo rất là đẹp mọi người. Logo nó làm nổi lên luôn. Cái logo, ồ cái logo là nguyên cái miếng đồng ha. Miếng đồng nó sẽ chạm cái gì vô, chạm cái chữ vô. Nó như nó cẩn cái chữ vô mọi người. Cẩn cái đỏ đỏ lên á. Nó khắc vô đồng rồi nó đắp vô. Cái miếng logo là bằng đồng. Đó. Tripod này có ngã máy được luôn nha. Chân 1:4 không dùng, máy ảnh nào cũng xài được.
rồi để kéo dài ra coi nhiêu ha. Đó, bên trong nó như vậy nè ha, chân nó đó. Rồi để đo cái chân nó kia một tí vậy nha. Rồi 1m50 ha mọi người. Đây nó có khóa cái chân nha. Mọi người kéo lên về rồi á, mình xoay qua là nó sẽ khóa lại nha, không có hụt vô được nè ha. Mình xoay, xoay trở lại. Đó, nó ngay cái rãnh này nè, mọi người mới hụt vô được ha. Nè. Còn xoay qua cái là nó không hụt được. Nè, xoay ngay cái rãnh này. Rồi đây cảnh là đẩy vô là nó vô. Chân nào cũng vậy. Nó có cái khóa ở trên. Kéo thẳng ra rồi lắc qua một cái rồi nó khóa lại ha. Rồi lắc đi lại là nó mở ra được. Nó đã hụt vô được. Rồi cây này kéo dài ra là 1m50 ha. Rồi xếp gọn lại. Đây xếp gọn lại là nó còn 20 mọi người, 20-21. Rất là gọn. Mà nó làm bằng đồng ha, đúc. Với lại mấy cái chi tiết này nó làm rất là dày ha. Cũng là đồng mạ luôn mọi người. Nó rất là dày mà nó cầm nó chắc tay ha. Rồi mã số 9, 600.000. À, tiếp theo cái là cái bấm số nha mọi người. Bấm điểm số thứ tự này. Của Japan. Nè, Japan sản xuất nha. Còn rất là đẹp. Đây khi mà mình tua lại mình sẽ dặn theo chiều này ha. Còn ngược lại là không được không. Nó chỉ là thiết kế nó là một chiều. Đó. Mình đếm mình xài như vậy ha. Cái này nó mấy cái cô mà tiếp viên hàng không thường xài mọi người. Người đi máy bay người xài ha. Tùy lúc thì họ xài ha. Họ sẽ xài cái này họ đếm số người trên máy bay. Đó, rất là chính xác luôn. Rồi. Nhỏ gọn trong lòng bàn tay luôn nha. Đây. Rồi cái đếm số. Bấm đếm số này mã số 10 ha, 250.000. Đây mỏ hàng. Cái mỏ hàng đẹp của Haco. Haco nha. Đây Haco. Cái này là cái nắp. Cây này nó còn đẹp lắm nha mọi người. Nó là xài điện 100V nha. Của Japan Haco, Japan điện 100V. À, công suất là 60W nè. Là 60W. Nó có ghi chữ trên đây. Đây mũi zin của Haco luôn nè, có dập chữ Haco. Rồi cái này là cái nắp. Đặc biệt nó có thể làm cái cán luôn nè. À, làm cái thấy cán cho mình cầm mình hàng. Đó, đọc chưa? Rồi, đã test rồi nha mọi người. Xài rất là ngon, nóng nhanh. Rất là nóng, 60W dày. Nè, mình xem cái ruột nó dày rồi nè. À. Làm nhỏ gọn kiểu
kiểu nó nhỏ gọn đơn giản. Kiểu này so với loại cái cán gỗ 6 watt ấy, thì nó rất là đẹp hơn nhiều. Nó nhỏ gọn ha. Nó ok hơn. Rồi mã số 11 nha, 350 nha. Không có hàng. Dây điện chống cháy luôn ha. Ồ, cái này là cái bộ bộ ổ khóa của xe đạp nha mọi người. Bộ ổ khóa xe đạp ha. Đây, bộ ổ khóa xe đạp. Nó chưa xài luôn. Khóa còn mới. Rồi chìa nè. Đây. Lấy ra thử luôn. Rồi nó đang khóa nè. Mình sẽ bắt vô cái xe đạp nha. Nó có đầy đủ ốc của mình. Đó, ốc bắt. Bắt vô ha. Chìa có 3 chìa luôn. Ôi dạ. Rồi cái này là nó chất liệu nó là aluminium ha, bằng nhôm mọi người. Cho phải bằng nhôm không? Đúng rồi, bằng nhôm. Cái vỏ này bằng nhôm ha. Rồi mở rồi nè. Giờ khóa rồi. Khóa. Cái này bằng thép. Mở. Khóa. Mới tinh rất là nhạy. Rồi cái ổ khóa này mã 12 nha, 300 ngàn. Đây về cộng dây an toàn nữa mọi người. Dây của Nhật. Dây đeo an toàn thắt lưng ha. Đeo thắt lưng an toàn để leo trèo ha. Leo trèo làm thợ sửa điện sửa này kia. À, cái này đặc biệt nó có một cái túi nha mọi người. Nè có cái túi để mình bỏ cái cộng dây vô luôn. Bỏ cái móc khóa vô luôn. Mình sẽ đeo thắt lưng như vậy và bỏ cái này vô ấy ha, vô túi. Rồi lấy ra. Đây, cái móc khóa to. Với lại sợi dây này thì dài cỡ mét rưỡi nha. Khóa an toàn nha, khóa này rất là chắc. Khóa vô là nó không có bị, không có tự mà sụt tuột ra được. Chỉ khi nào mình bấm ha, bấm đây thì nó mới ra. Bấm đây không cũng không ra được. Hai bước mới ra được. Ok, rồi nó bằng thép ha. Này titan nè mọi người. Thép này nè. Rồi của thương hiệu là Saico ha, Saico của Nhật. Saico. Đây. Đây cũng là hai bước ha. Nó chỉ đó. Để mình trùng cái dây vô. Rồi đây. Hiệu Sanco của Nhật. Rồi cái bộ leo núi này của nói là cái bộ bộ đai thắt lưng an toàn ha. Có mã 13 nha, 550 ngàn. Rồi cuối cùng là cái dây kẹp bình xe ô tô nè. Kẹp bình mồi bình chưa sử dụng nha. Hàng của Nhật. Đây là của Japan Osaka là sản xuất. Đây cái dây này nó có mở ra coi thử ha. Chưa có mở luôn. Vì nó còn mới tinh mà chưa sử dụng. Đây. Câu bình ha, 12 24 cũng được. Câu để mồi bình đó mọi người, hoặc là sạc cái bình trên xe ô tô mình đó. Và dùng ở nhà cũng được. Có bình là dùng. Đó. Ví dụ như xe này hết bình, xe kia lại câu vô nè. Chỉ như vậy mọi người.
đây, cộng dây quá đẹp. Ồ. Dây nó mềm mọi người, nó mềm mà nó cảm nhận nó mềm lắm. Tại vì nó mới ha. Mới nó chưa xài luôn. Đây. Cái kẹp đó nè. Ồ kẹp chắc ghê. Bấm nó mạnh lắm mọi người, cái lò xo nó nặng. Để coi cái kẹp này. Rồi bằng thép ha. Thép nó sẽ mạ vàng lên. Để cho nó dẫn điện tốt. Rồi để coi cái dây này nhiêu. Trong đây nó cũng có ghi đo ra luôn. Để em đo luôn mọi người. Cái này nó cao qua đầu em, là nó cỡ khoảng 1m8 ha, là em gấp đôi dây là nhân lên là cỡ 3m6 ha. Rồi dây này cỡ 3m6 nha mọi người. Ê, nó có nhập hiệu trên cái này cũng rồi, dây nó cỡ 3m6. Đây 3.5m nè, là trừ ra cái cọc kẹp mọi người, dây điện không là 3.5m. Rồi 3.5m. Rồi cái dây cặp bình này có mã là số 14 ha, 650 nè. Một bộ này. Hai dây. Rồi, em kết thúc video ở đây mọi người. Mua hàng thì liên hệ nha, đây, thông tin liên hệ nè. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ. Hẹn gặp lại. Rồi, chào mọi người.